Rồi hôm nay mình muốn chia sẻ cho mọi người một cái form tóc, đó là layer mà mọi người thường hay gọi. Còn tên đúng của nó thì có thể gọi là True Block. Một form tóc mà nó có phần tóc phía bên trên, mình hình dung là nó để dài, để chùm lên để che đi cái phần trán hay là những cái phần xung quanh của form đầu. Thì trước khi vào cắt, chúng ta hãy cùng đi phân tích cái mái tóc này một chút để chúng ta lựa chọn được cái khung cắt hay là độ dài nó phù hợp nhất. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kiểm tra ở đây là kiểm tra hộp sọ đầu của khách hàng. Hộp sọ này mình sờ qua thì mình thấy là những cái xương ở hai cái góc sau gáy này, sau tai này, nó rất to. Sau đó là đây là một điểm lõm. Chính vì vậy nên là mình đã nghĩ đến cái việc là tí nữa chỉ cắt xanh xanh thôi, không cắt sát quá được. Vốn dĩ cái form True Block này nó cũng không phù hợp với lại việc mà chúng ta cắt sát quá, thường nó là như vậy thôi nhá. Nhưng mà có những cái hộp sọ chúng ta hoàn toàn có thể cắt sát được. Mà cái việc cắt sát đó nó sẽ phụ thuộc vào cả cái việc mà chúng ta chọn hình khối ở phần xung quanh thai hay là gáy. Đó là chúng ta có thể cắt sát ở dưới chân, nhưng mà lan lên đấy đó là khối tam giác hay là khối vuông hay là khối tròn vào. Có những cái xương đầu khách hàng ở những cái phần này ấy, nó rất là phình, hoặc khách hàng lựa chọn là không ép sai mà chúng ta lại đi lựa chọn những cái khung chẳng hạn như tam giác thì nó không phù hợp một chút nào cả. Đây là hai cái phần xương này. Bởi vì là khi mà chúng ta chọn khối tam giác ấy, thì xác định đó là cái phần đỉnh sai như thế này này, nó rất là dày. Mà dày đối với lại cái chất tóc của châu Á mình ấy, mà không ép sai ấy, thì nó phình ra. Và cái nữa ấy, là mình so sánh với lại cái tỷ lệ của khuôn mặt. Ví dụ như là ở phần thái dương này rất hay gặp cái trạng thái là bị lõm. Mà cắt sát cộng với đây phình nữa thì nhìn cái đầu nó như một cái cục ở phía bên trên ấy, nhìn nó không hài hòa một chút nào cả. Ngày trước ấy, cái ngày mà mình học nghề thì mình hay cắt theo kiểu là bài. Đó chính là thầy mình có dạy là cắt những cái form tóc này này, lúc nào cũng phải để cho cái cục này nó dày vào. Thì là khi mà hạ xuống ấy, nó có một cái phần liên kết tốt với lại phần phía bên dưới. Nhưng mà sau khi làm nghề hay là mình xem những cái form tóc của người Hàn Quốc người ta làm ấy, mình thấy sao lạ thế nhỉ, người ta cắt tại sao người ta cứ khoét sâu vào bên trong những cái form này được mà tí nữa ra hiệu ứng nó vẫn đẹp, nó không bị là cái cảm giác là hai tầng moi như đầu lấm. Thì nhìn sâu vào phân tích thì mình mới thấy là do chất tóc này, hay là do xương đầu này, hay là do cái cách bắt tóc tốt của chúng ta, làm sao để khi mà thả cái tóc tốt này cắt tầng lớp như thế nào để nó liên kết với lại phần bên dưới nữa. Nghĩa là nó có cái độ ôm chứ không phải là độ vảnh. Và tính được cái độ ngắn dài nữa. Khi mà chúng ta để tóc ngắn quá thì là nó mà lại cộng với lại tóc cứng thì không thể nào đỡ được. Đó là nó vảnh ra. Đúng không? Mình nhận định qua thôi. Đầu tiên là phần xương đầu lồi lõm như vậy nên là tí nữa mình sẽ chọn một cái khung nó không quá sát. Cái thứ hai nữa là mình nhìn đến cái phần trán này. Phần trán của khách hàng này về đây mình có ngó qua rồi. Thì đây là một khung trán trung bình, không cao, không thấp. Nên là cái khung trán như thế này ấy, khách hàng mà có muốn để lộ ra cũng thoải mái. Nhưng đối với khuôn mặt này để mà trẻ chúng ta có thể là để lộ nhẹ thôi. Để lộ thấp thoáng như thế này thôi. Đó là cái phần mình thiết kế. Bây giờ thì mình có thể là thiết kế ở trên bảng qua về cái phần hình khối mà chúng ta sẽ thiết kế ở đầu này. Đầu tiên là mình sẽ vẽ một cái hình nhìn từ phía ngang. Đây là kiểu tóc chun block nhé. Đứng ở đâu? Nhà nhìn rõ. Này được rồi. Thank you.
Đây sẽ là gì ạ? Là cái phần góc trán. Đây là điểm góc trán. Đây chính là cái điểm mà chúng ta chia đến điểm gold point, cái điểm vàng ở phía đằng sau đầu này của chúng ta. Đây là hình chia, phần chia đầu tiên, phần chia trên và dưới. Bắt đầu chúng ta thiết kế đến phần gáy. Ở đây cái gáy này mình vừa có nói là mình không cắt nó quá sát, nhưng tí nữa mình còn xem tình hình là cái phần hai bên góc gáy có bị bò liếm nhiều quá không. Bởi vì là hôm nay chúng ta không có thời gian để ép size, chính vậy nên là chúng ta chỉ cắt thôi. Nếu mà cái gáy này có cái phần bò liếm quá mà chúng ta cắt ở cái trạng thái trung bình ấy, thì nhìn hai cái phần chỉ ở đây ra nó không mang lại cái sự thoải mái mắt cho chúng ta, nên là chúng ta có thể cắt sát tí nữa khi mà vào thiết kế. Ở đây thì mình sẽ đi cái gáy này theo khối tam giác, nghĩa là mình sẽ cắt một khối chéo từ đằng sau này thẳng lên như này. Cái thứ hai nữa là mình sẽ tính lên đến phần bên trên tốp. Phần bên trên tốp thì sau khi mà mình kẹp điểm vàng ở đây thì nó sẽ thừa ra những cái phần tóc này, tí thì mình vẫn phải lấy một cái điểm xoáy làm múi cam để chúng ta sẽ chia cắt liên kết vào mấy lại phần hình khối ở dưới gáy. Chính vậy nên là mình sẽ chọn 90 độ so với lại mặt đất. Thì ở đây nó chính là phần xoáy, phần xoáy của khách hàng. 90 độ so với mặt đất là như nào? Đây nó chính là 90 độ so với mặt đất, nghĩa là mặt đất ở đây 90 độ. Nghĩa là khi cái xoáy này ra mình sẽ bắt như thế này này, ôm thẳng về phía sau này. Tiếp theo là mình sẽ đi lên đến phần bên trên. Bên trên tốp này với lại khung đầu này ấy, thì bây giờ mình sẽ thiết kế là kết hợp giữa, em có thích để mái nó tầm chạm chạm lông mày trên nó vừa vừa nhé. Nếu mà để mái chạm lông mày trên ấy, thì mình sẽ thiết kế là kết hợp hai hình khối là vuông và tròn. Vuông là mình sẽ đi đến điểm trung điểm của top point và center point, điểm trung tâm và điểm top. Nó có một phần trung điểm ấy, hay là mọi người có thể gọi đấy là cái điểm điểm top của trẻ con mà khi non ấy, nó sẽ có một cái điểm lõm lõm ở đây này. Thì từ điểm đó mình sẽ lại đi khối tròn, đi thẳng về mái. Mọi người có thể hình dung ở trên bảng. Đây là chính là cái điểm top. Và khối tròn chúng ta sẽ đi ở đây. Ở đây thì chúng ta có thể lối một cái đường để kết nối với lại cái góc này. Sau khi mà chúng ta bắt 90 xong này, trên đây chúng ta bắt vuông lên, chúng ta có thể là bắt lại để kết nối cái điểm xoáy và điểm ở đằng sau gáy như thế này với nhau, ôm tròn. Rồi, đây là phần thiết kế khi mà chúng ta nhìn ngang. Đây là hình khối vuông, đây là kết nối. Ở đây cũng là vuông và đây nó là tròn nhé. Đây là tam giác. Tiếp theo hai bên side của đầu này thì mình sẽ kết hợp giữa vuông và tam giác. Bởi vì là khuôn mặt của bạn này có hai phần trán khá là rộng lên ở đây. Đang có thể nhìn thấy hai phần trán này khá là rộng. Chính vì vậy nên là mình sẽ chọn cái khối ở trước mặt khi mà nhìn ấy, thì nó sẽ vuông vắn lên để nó tạo cái cảm giác là thu gọn cái khuôn mặt của bạn ấy vào một chút. Còn càng về đằng sau này, khi mà nó đi đến điểm trên tai này, thì mình bắt đầu là lan dần sang cái phần tam giác, để tránh cái trường hợp là
khung đầu của khách hàng bị lõm ở cái phần đằng sau tai này lên nhá. Mọi người hình dung đấy. Ok, bây giờ mình vào thực hiện kỹ thuật luôn nhá. Ở đây vẽ thêm cho mọi người một cái này nữa. Đó là khi mà chúng ta nhìn ở trước mặt của khách hàng, vẽ cho nho nhỏ nhé anh em. Đây là những đường chia 2, 3 2, 3. Với lại cái form layer như thế này ấy, thì mình sẽ chọn cái khung khi mà nhìn trước mặt của khách hàng, thì mình sẽ chọn cái hình khối là hình khối tròn. Hình khối tròn lên nhé. Nghĩa là chúng ta sẽ cắt vuông góc tại điểm. Nghĩa là chúng ta sẽ cắt tại điểm này thôi. Bên này cũng tương tự nhá. Mình thì thực ra cũng lâu rồi không cầm vào bảng nên là vẽ nó không được đẹp cho lắm. Anh em cứ hình dung hiểu là được. Để chúng ta cùng nhau nhìn thấy cái tư duy để chúng ta thiết kế tóc. Nhá. Nghĩa là điểm ở đây khi mà chúng ta bắt một ở đây chúng ta sẽ bắt tại 1 2 chúng ta sẽ nếu mà bắt dọc ấy, chúng ta sẽ bắt tại 2. Chúng ta không nghiêng dịch về 1 mà không nghiêng dịch sang 3, đúng không ạ? Tại điểm ấy luôn. Đầu tiên thì mình sẽ chia tóc trước. Mọi người cũng có thể tham khảo cái cách chia tóc của mình nhé. Có rất là nhiều cách chia. Đây là một trong những cách chia khi mà tóc khách hàng bị khô rồi. Còn đâu cái lúc mà mới gội đầu xong cho khách hàng mà ngồi lên ghế chúng ta dùng khăn chúng ta lau ấy, thì lúc ấy tóc vẫn còn rất ẩm. Cái form layer này nhá, đó là một form cũng không khó nhưng mà đôi khi mình thấy là nó khá là nhạy cảm. Để mà cắt đẹp thì nó là một câu chuyện khác đấy. Nếu mà để cắt bình thường thôi thì nó không khó. Đây là một cái cách chia khi mà chúng ta có thể là vừa chia vừa tâm sự với khách hàng, thì là chúng ta xịt nước như thế này, đôi khi lại nhìn vào gương để nói chuyện. Cái nước này nó đóng vai trò giữ tóc cho chúng ta luôn và phân tách tóc dễ dàng hơn. Sau khi mà xịt xong thì mình có thể là nhìn lại một vòng xem là đã thực sự cân chưa. Thì đứng ở đằng trước như thế này, mình kéo hết cái tóc này vào cái lòng bàn tay này của mình. Sau đó là mình xoắn nhẹ cái tóc này lên. Được chưa? Sau đó là mình kẹp một cái nó vào cái này. Thế thôi. Đó là một cách kẹp gọn gàng và nhanh. Rồi sau khi mà chúng ta kẹp xong ấy, thì chúng ta sẽ sấy khô cái phần sai đi nhá. Đó là một quy trình không thể thiếu được. Khi mà mình đứng cạnh một người đồng nghiệp của mình ấy, thì mình thấy là anh ấy hay tham là cắt cái sai ướt. Nên là mình cũng vẫn phải chia sẻ lại. Sau khi sấy khô xong thì bây giờ mình sẽ lựa chọn một cái sản phẩm cữ để mình đi ở trên hai cái phần mai của đầu này. Mặc dù là mình định hình trong đầu là tí sẽ để cỡ số 3 ở đầu này, nhưng mình vẫn dùng cỡ số 4 trước. Mình sẽ từ cái điểm này mình sẽ xác định luôn là cái tay của mình sẽ dốc thẳng lên.
Bởi vì mình đang tính là khối vuông rồi, chứ mình không từ từ hoang miết vào đầu, mà là mình dốc thẳng lên đã. Rồi, đến điểm trên tai là mình bắt đầu là cái tay của mình. Thì nhìn qua một lượt ở trong gương đã. Ok. Có thể mình lựa chọn cái cỡ số này luôn. Tí nữa mình chỉ làm lại bằng những cái đường lược như thế này thôi, không cần dùng cỡ số 3 nữa. Đấy, nếu mà mình tin luôn theo cái cỡ số 3 mình từ ban đầu ấy, thì có thể là bị hơi ngắn. Niềm tin của mình như thế rồi, nhưng mà mình vẫn phải thử cái nào nó an toàn hơn một lớp chẳng hạn. Hai lớp thì cũng càng tốt. Nó chỉ mất của anh em thêm một tí thôi. Rồi, tiếp đến đây là dần dần mình sẽ lài dần ra này. Mọi người lưu ý cái cách đi tông ở sau gáy nhé. Không phải là đập vào đây, không phải ấn tai, không rút. Bởi vì là sao? Từ đằng sau tai này này là hướng tóc mọc đã chéo về đằng sau rồi. Chính vì vậy nên là mình sẽ cũng đi hơi chéo từ dưới lên như thế này. Đấy, cái xương đầu ở đây một cục rất to. Đi cữ thì chúng ta cố gắng là đi cho cái thành của nó tốt nhất thôi, chứ mình cũng không cầu toàn được. À, em hãy cúi một chút cho anh nha. Ở đằng sau này là mình cũng sẽ đi chéo lên. Cái tay mình sẽ đánh chữ C như thế này nhá. Ở đây nhà mình có ai thích cắt những cái form tóc layer như thế này không? Để mình đoán nhé, mình đoán mới lại mình thấy cảm giác nhé. Thì mình thấy là ở đây nhà mình thì đang nhìn thấy có phong, thì khoảng cắt phong layer này cũng hay cắt này. Ngoài ra như chẳng hạn như anh Huy ngày trước mà đang đi làm ở bên tóc nữ, mình cũng cắt nhiều cái phong tóc dài, thì nó không biết là đi sang tóc nam anh có thích cắt những kiểu tóc dài này không. Vì nếu mà ai thích cắt những cái form như thế này ấy, thì thường là phục vụ tệp khách học sinh, sinh viên rất nhiều. Sinh viên các bạn để những kiểu tóc này cực kỳ nhiều. Ngày bé ấy, cái kiểu tóc layer này là kiểu tóc lúc nào mình cũng chỉ để cái kiểu này thôi. Bởi vì sao? Bởi vì là ngày bé chán mình bị rô ấy, mà mình rất tự ti về cái quả chán này. Nên là chỉ cần đang đi mà gió thổi bay phát là phải lấy tay cùm vào. Sợ lộ ra ấy. Ở cái đấy lơ thì nhìn nó rất là trẻ.
Đến bây giờ thì cái phong cách của mình thì mình cũng không còn hướng đến là con này kêu thật ạ. Phải cái tóc nó vào ấy, cái tóc nó chui vào nó bị gì không? Từ trước về đến phần trên tai là mình cứ đi thẳng luôn như thế này. Sau đó là về đằng sau là mình. Ừ, bye bye em nhé. Chào tí nào. Tàu qua đây nhỉ? Hoàn hả? Dầu xịn đấy hả? Rồi. Ở đây là mình đã đi qua một vòng rồi. Sau khi mình đi qua một vòng thì mình lại có thể là ngắm lại một vòng nữa. Vẫn là bằng cái cữ này thôi. Để mình có thể là di thêm nhẹ một lần nữa cho nó sạch. Ở đây thì mình sẽ đi khoảng tổng là 3 vòng nhé. Đây là cái cách làm của mình nhé. Thường là như vậy. Hôm nay là cứ chia sẻ cho nhau những cái mà mình hay làm. Rồi, đi một vòng nữa là một vòng như thế nào? Đó chính là cái vòng mà mình sẽ sử dụng tông đơ này. Nhưng mà mình sẽ đâm ngược cái phần cữ từ bên trên xuống. Mình sẽ lựa. Ở đây mình sẽ đi ngược từ bên trên xuống như thế này. Khi đi từ bên trên xuống này nó ăn tóc cực kỳ ít. Và chúng ta hãy để ý cái gáy này nhé. Tí nữa sau khi đi xong cái phần gáy này nhìn nó sẽ như thế nào. Vẫn là cứ đấy. Rồi chúng ta cùng nhìn xem là cái gáy này nó khác như thế nào. Em qua đây xem. Đây gần như là nhìn đi. Hoàn nhìn có khác gì? Đúng rồi. Đúng rồi, cái mục đích này là chúng ta làm cho nó nhẹ hơn. Cái thứ hai là những cái sợi tóc cứng mà nó thường nó mọc chĩa ra ấy, thì là nó sẽ mềm mại lại, nó sẽ được chuốt bớt đi, được chưa? Vũ ngồi thẳng lên đi. Ở đây mình bắt đầu sử dụng lược để mình kê. Nguyên tắc của cái việc chúng ta cắt tóc này là cái hình khối luôn là phần quan trọng nhất, sau đó mới đến màu. Nhưng đa số mình thấy làm ở bên ngoài kia hay là chúng ta ngày trước thì thường bị mắc cái sai lầm là cứ cắt theo lắm lúc là cắt theo cữ, là đi theo xương đầu. Ở đây mình sẽ sử dụng lược mình kê để nó làm vừa là làm mịn vừa là làm cho cái khối này sạch sẽ sắc nét hơn.
đến cái điểm tai này mình sẽ lựa, mình kéo, đặt cái tai này xuống này, đặt cái tay này xuống này, đặt cái lược đúng vào cái phần mình cần kê rồi ấy. Mình bắt đầu mình kê, xong là từ đấy mình bắt đầu mình lan dần lên đến bên trên đỉnh. Dần ra thì chúng ta sẽ đi về phía đằng sau. Không nên xót ruột mà ăn nhiều tóc. Có một cái nữa mà mình muốn chia sẻ này, đó là cái lưỡi tông này của mình ấy. Nếu để cho chúng ta đi cữ từ ban đầu thì rất là phù hợp, nhưng mà cái lúc kê lược như thế này rồi ấy, để mà cho cái phần đường cắt của mình nó lét, nó thẳng ấy, thì con này nó không phải là mạnh về cái phần đấy. Đó là cái lưỡi này nó được thiết kế nó bị cong lên này, nên là mình dễ bị trượt sang cái trạng thái là lẹ cong. Nên mình có thể sử dụng cái dòng lưỡi phẳng như thế này nhá, lưỡi thẳng như thế này. Như vậy chúng ta sẽ đi dần về phía đằng sau như thế này. Từ dưới lên trên làm từng bước một thôi. Sau khi mà mình đi từ đằng trước về đằng sau á, mình có thể đứng lại từ đằng sau để mình là qua một lượt nữa bằng cái góc nhìn này. Góc nhìn này nhìn hình khối cực kỳ chuẩn. Góc này thì chúng ta nhìn màu dễ hơn thôi. Góc này nhìn hình khối này cực kỳ chuẩn. Rồi, hơi cúi một chút cho anh nha. Ở đây cái gáy này không bị bò liếm quá nhiều, chính vì vậy nên là mình sẽ giữ cho cái gáy này xanh nhé. Đầu này mà là khách hàng có thời gian ấy, thì chúng ta sẽ tư vấn thêm cho khách hàng dịch vụ gì nữa. Đang thấy mỗi anh em một ý kiến thì mình thấy ý kiến nào cũng đúng. Vì là kể cả ép size chúng ta cũng có thể ép được, ép cực kỳ đẹp với chất tóc này luôn. Nhuộm chúng ta cũng có thể là tư vấn là nhuộm lại một chút ở phần phía bên trên, nếu mà muốn về đồng một màu đen chẳng hạn thì mình chấm lại cái phần ngọn. Còn phương án thứ hai là khách hàng vẫn thích chơi màu sáng thì chúng ta có thể là rủ khách hàng tẩy. Uốn thì cũng được hết. Đầu này cũng không có kiêng cái gì cả. Nếu mà nhuộm về màu đen thì chúng ta sẽ tư vấn là thêm dưỡng chẳng hạn. Có thể đi lên chứ. Mua thêm cặp đầu gội nữa. Con tông này của mình không sắc lắm đây. Bây giờ mình sẽ đi về đằng sau nha. Đằng sau này ở đây nó có một chút ở đây là những cái phần tóc mọc nó ngược hướng. Thế vậy nên mình có thể là úp cái lược này xuống để mình gạt cái tóc này đi. Nhẹ một ít thôi chứ không là bị lẹm vào ngay.
cái việc mà chúng ta tổ chức cái chương trình challenge như thế này ấy, bây giờ chúng ta sẽ nó là một hoạt động văn hóa của chúng ta, mà đã là văn hóa thì chúng ta phải thực hiện nó thường xuyên. Văn hóa của chúng ta là gì? Là học tập trọn đời, không có lúc nào là lúc học thế là đủ cả. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng thêm một cây kéo và lược. Một cây kéo và lược này sẽ có tác dụng là làm sạch sẽ những cái phần tóc con ở trên phần xung quanh này. Và cái thứ hai nữa là sẽ giúp cho mình làm được cả hình khối nữa, và bấm đi những cái đường tóc dày như thế này ở bên trong để tỉa đấy. Bây giờ thì mình cùng là từ chân xuống nhé, từ chân lên nhé. Nếu ở bước đầu tiên chúng ta đẩy cữ đã kỹ rồi thì bước này chúng ta là không còn được nhiều tóc nữa. Hoặc là bước thứ hai chúng ta cây lược kỹ rồi. Sau khi mình đi phần file này, mình là lại luôn. Là này ấy, kể cả là chúng ta cắt chúng ta không ép file hay là chúng ta cắt có ép file thì chúng ta vẫn phải có cái bước là để lúc nào cũng giữ cho cái khối này. Sau khi là xong ấy, mình lại phải ngắm đi ngắm lại. Chúng ta có thể chỉ tay đúng vào cái điểm mà chúng ta thấy là nó vẫn còn vụn, còn chưa lét. Cái này mình cẩn thận thôi, mình ăn dè thôi. Bởi vì chúng ta hiểu bản chất của cái việc này là chúng ta đang lấy những cái tóc con bị thừa mà nó bám vào, và những cái cữ hay là những cái lược tông đơ nó không moi được lên. Thì đây là những cái phần lược răng nhỏ như thế này, và kết hợp với lại cái kéo để chúng ta làm những cái tiểu tiết. Là chúng ta chỉ cần cắt đi một ít thôi. Cái ít này nó chính là cái phần mà tạo lên cái hồn cho một cái mái tóc. Bởi vì mà khi chúng ta nhìn từ trực diện ấy, chúng ta cũng sẽ nhìn được là cái màu. Bởi vì cái bước này là cái bước chúng ta đang đi làm để màu nó hài hòa lẫn khối. Cái bước dùng cữ nó như là một bước lền để chúng ta dựng lên một cái khung thôi. Bây giờ mình sẽ nhìn thẳng vào gương hoặc là nhìn từ sau về trước hay nhìn chéo để mình đi là khối. Ví dụ máy quay có thể quay vào đây, chúng ta có thể nhìn thấy ở đây nó còn những cái vía này, và cái khối dưới này nó còn một chút ở đây. Mình có thể chỉ thẳng tay vào đây và mình đặt cái kéo vào. Mình đặt cái kéo vào như này. Mình bấm đi.
Tương tự ở những phần này cũng vậy. Sau khi chúng ta là ở cái điểm mà chúng ta kiểm tra ấy, chúng ta phải check lại luôn xem là nó đã hết chưa, 100% chưa. Chưa hết chúng ta làm tiếp, hết rồi thì đi phần khác. Rồi, còn ở đây một chút nữa thôi, máy quay, quay vào đây xem. Chúng ta để ý khi mà mình cắt thì nó có hai cái điểm này này, là hai điểm tóc con nhiều khi nó vẫn còn đọng lại rất nhiều, bởi vì là hai điểm này mình vẫn nói là hai điểm lõm ấy. Chúng ta để ý là khi mà cắt ấy, nhìn thì rất là thẳng, mình trải xuống rất là thẳng, nhưng mình gãi gãi lên một cái thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái tóc con ở hai cái góc này. Có ai để ý cái phần đấy không ạ? Có đúng không? Trung có để ý không Trung? Không à? Ừ. Rồi, bây giờ là mình đã xong hết phần khối, bây giờ mình sẽ làm luôn cái đường khuôn viền. Đây nha, cách bấm viền thì mình vẫn còn chia sẻ lại cho mọi người. Lúc nào mình cũng sẽ sử dụng kèm theo một cây lược nữa để mình bấm. Và ở đây thì mình sẽ lựa chọn luôn cho bạn ấy một cái khung mai. À, hỏi ý kiến của em trước là em thích mai kiểu nhọn hay là tự nhiên? Tự nhiên. Tự nhiên hả? Ok. Nếu mà khách hàng muốn tự nhiên thì chúng ta sẽ làm mỏng luôn cái phần chân mai đi một chút chẳng hạn, để nó đều màu, nó có một cái sự chuyển màu. Còn nó nhọn thì chúng ta sẽ tính độ dài. Cái lược này rất nhiều tác dụng nha. Hiện chúng ta có thể sử dụng là kê vào luôn được. Nếu mà tự nhiên thì mình chỉ bấm cái viền ngoài đi một chút thôi, gọi là những cái tóc mà bị thừa dài ra thôi, chứ chúng ta không bấm vào phần chân tóc nhiều. Có những cái mai nó bị lạc đi một vài sợi chân tóc, nó không liên kết với lại cái phần mai ấy, thì chúng ta có thể là bấm một ít cái đấy, nó không bấm vào phần tổng thể của mai khi mà khách hàng yêu cầu để tự nhiên. Ở đây cũng thế, mình có thể là gạt nhẹ đi để xem là có sợi tóc dài là mình bấm. Sau đó là mình bấm. Ở đây khi mà bấm ấy, thì mình đang nhìn thấy là cái mai này nó có những cái, nó có những cái điểm via này nó rất là dày, nên là mình có thể là chuốt nhẹ đi một chút. Rồi. Và điểm đằng sau này nữa này, nó có một hai cái chân tóc này nó mọc thừa. Đây mọi người có thể để ý này. Một hai cái chân tóc này nó mọc thừa thì mình cũng sẽ bấm nhẹ đi thôi. Rất nhẹ. Cái mai này mà chúng ta vội bấm là tí nữa nó không còn hồn đâu. Đôi khi mà chúng ta quên thì chúng ta có thể là bấm lại một số cái chi tiết ở đây. Này, mình vẫn cần lấy cái lược để chúng ta gạt ra. Bởi vì là nếu mà không lấy lược gạt thì chúng ta nhìn kỹ này, nó sẽ thấy được là một số sợi tóc nó cứ lất phất dài dài. Đúng không? Ta lấy lược gạt ra như thế này. Và cắt đi. Rồi, đằng sau gáy cũng như thế thôi. Đằng sau gáy khách hàng này cũng muốn để gáy tự nhiên thôi. Thì mình cũng như hai cái bên mai ấy, mình sẽ sử dụng lược này để chúng ta làm mỏng nhẹ từ chân lên.
thấy em thích để tự nhiên chứ không để vuông đâu gì. Rồi lại bấm hai bên. Bên này thì chúng ta sẽ gạt cái phần lược như thế này, đâm ngược về. Tương tự như bên kia nhé, mình cũng sẽ gạt từ bên dưới lên. Cái phần này nó rất là nhạy cảm, tay của chúng ta mà không chắc bấm lẹm lên một cái là tí là nhìn là mình bị buồn rồi, nên là chỗ này chậm rãi lại. Những cái phần nào mà làm liên quan đến cái thẩm mỹ hơi nguy hiểm một chút, đi sai một tí thôi là ảnh hưởng ấy, nên là mình phải làm rất là chậm. Chẳng hạn như cả lông mày à, đó là một phần mà mình phải làm chậm. Cắt mái cũng thế, mình phải đo nó cẩn thận. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào phần bên trên top, đi lên phần bên trên top nhé. Chúng ta nhìn khi mà chúng ta chọn cái khung vuông ấy, nhìn mặt của khách hàng cái lúc mà thả tóc ra ấy, nhìn nó rất là gọn. Đẹp trai luôn. Nó gọn luôn. Nó không bị phình hai cái cục kia ra. Còn đâu hộp sọ của khách hàng mà còn phình nữa hay là trán còn rộng nữa, chúng ta có thể chọn khung hơi tròn vào từ đầu này, xong là lan dần về đằng sau. Nhưng mà cái khung này, riêng cái đầu layer này là chúng ta mà cứ cắt tròn hết tất cả vào là thành đầu lấm nhé, thì nó không phải là ra cái form có liên kết đâu. Rồi bây giờ mình cùng thiết kế từ gáy trước. Vừa lên ở trên bảng này chúng ta có nói là đây là chúng ta khối tam giác lên. Chúng ta để ý này, khối tam giác ở đây, được chưa? Tạo tam giác ở đây. Chúng ta nhìn nhé, dốc từ dưới này dốc lên. Tiếp theo là ở đây, bây giờ mình sẽ kéo về 90 độ vuông góc với lại cả mặt đất. Chúng ta có thể là xịt ướt ở phần gáy trước khi mà chúng ta cắt ở gáy. Tép tóc đầu tiên. Một. Tâm dưới đấy. Mọi người có nhìn thấy tâm dưới không ạ? Tâm dưới thời điểm này chúng ta cắt đi. Tiếp tóc thứ hai. Ở đây mình có thể là lấy mũi cam, hay là ngôn ngữ của ngành người ta gọi là pivoting ấy, điểm trục ấy. Điểm trục này mình sẽ quay quanh. Điểm 2 này mình sẽ cắt tại 2, chứ mình không nghiêng dịch về một này nhé, cắt tại hai như thế này luôn. Từ đã, mình bị nhầm. Ở đây là vừa nãy mình có chia sẻ trên bảng ấy là mình cắt 90, thì đây mình sẽ lôi về 90 đã. Cắt tại điểm ở 90, mình chia những tép tóc ngang 1, 2, 3, 1, 2, 3, chứ mình không chia là quay quanh nữa. Khi mà chúng ta chia ngang như thế này thì mình sẽ giữ được độ đuổi khi mà chúng ta chạy về đây. Nếu mà chúng ta quay theo trục ấy, thì là cái tóc nó sẽ bằng nhau hết. Ở đây thì nó sẽ đuổi từ đây là ngắn, bây giờ nó dài ôm dần lên bên trên. Điểm tâm vừa nãy đấy, cắt theo tâm vừa nãy. Chín mươi độ so với mặt đất.
Chúng ta có thấy là khi mà sang hai bên này gần như mình không cắt được tóc mấy không? Một điểm đầu tiên mình cắt được rất là nhiều. Chúng ta sẽ nhìn thấy là cái hình nó đuổi từ đây và chạy ra đây. Thì tí nữa chúng ta có liên kết lên bên trên đấy. Đây là mình vẫn đang cắt tại điểm nha. Anh em thường cắt gáy như thế nào đúng không? Bình thường nếu mà mình cắt nhanh thì mình hay túm đúng không? Mình hay túm này. Xong rồi cắt. Mình lúc mình chẳng nghĩ góc độ cái thứ gì đâu. Như túm này. Bây giờ chúng ta sẽ làm theo khoa học một chút. Sau khi mà cắt những cái tép dọc chia như thế xong, mình có thể chia lại ngang như thế này để mình check xem là vừa lên mình cắt nó đã chuẩn chưa, có chỗ nào mất liên kết không. Chúng ta sẽ check lại luôn để tránh cái trường hợp là sai một ly những tí chúng ta đi hết cả đồng. Nên bây giờ mình chỉnh luôn. Rồi, bắt đầu là mình sẽ đi dần sang hai bên. Hai bên ở đây mình có thể là chia lấy điểm để là mình làm một cái lớp đế đã. Mình lại xịt thêm nước. Ơi, anh chiều khách. Rồi, bắt đầu ở đây thì mình cắt đế mà. Chính vì vậy nên là mình sẽ kéo về điểm này mình cắt luôn. Đây, nghĩa là mình lấy tay này mình chải về nhá. Mọi người để ý này. Hoàn này, mấy anh em để ý này. Ví dụ, nhưng mà chúng ta cũng là kéo ra chúng ta cắt. Chúng ta kéo, hoặc là chúng ta kiểu miết này chúng ta cắt. Nó hoàn toàn khác với lại việc mà chúng ta chỉ kéo ra như thế này thôi. Kéo ra như thế này thôi. Và chúng ta giữ tay chúng ta cắt. Nhất là đối với lại những chất tóc xoăn nữa thì nó khác rất nhiều. Nó co lên cực kỳ. Đúng không ạ? Nên là mình làm sao cắt để mình giữ được lại cái độ co lên, cái độ tự nhiên khi mà điểm rơi xuống, điểm đế này. Ở đây thì mình sẽ tính được là vuông từ bên trên này đến mái này nó sẽ tạo thành một cái hiệu ứng là bằng luôn. Chứ mình không có đuổi tam giác về sau nữa. Lần trước mình có nhớ là chia sẻ cho em một cái bài là đuổi tam giác về đằng sau rồi. Không biết là có anh em nào nhớ không? Cũng là cắt một cái mái tóc layer như thế này nhưng mà đuổi tam giác về sau. Ở đây thì là chia sẻ một bài vuông nhá. Nghĩa là điểm gáy và điểm đế của gáy và điểm mái này, độ dài nó, mình nhìn phát là nó ra một cái chiều ngang. Rồi, sang bên đối diện chúng ta cũng làm tương tự. Hôm nay anh em mình có một cái mẫu, cái chất tóc này cũng rất là phù hợp với những cái mái tóc layer. Mấy cái thứ hai nữa là cái mặt của bạn này cũng đẹp trai đó. Là tí nữa anh em hôm qua khi mà mình đăng bài xong thì cũng nhiều anh em nhắn tin, mình cũng chọn bận quá nên là hôm nay mới lại check được lại tin nhắn của em này. Hôm qua là anh soạn tin nhắn anh gửi cho em rồi nhưng mà lúc đấy bọn anh lại mãi cầm miếng gà lên ăn ở hôm qua bọn anh liên hoan. Nên là cuối cùng tin nhắn vẫn soạn để đấy thôi, xong là nó không bấm chưa gửi. Xem. À không, anh chưa bấm gửi. Thế là sáng, à hôm nay chiều nay em này bảo là anh tới tối em có phải sang không? Thì mình bảo, thế hôm qua bảo thế thì mình lại còn hỏi. Thế mình xem vào thì mình vẫn chưa gửi. Rồi, mình có thể kiểm chứng nhá. Đo này, điểm trên tai. Mình có thể kéo một điểm này trên tai, có thể chạm vào tai đây. Bên này mình đo độ dài tiếp này. Xem có chạm không? Cũng chạm vào tai. Thế là mình thấy cân rồi đấy. Tiếp tục là chúng ta sẽ đi lên đến phần bên trên đỉnh đầu này. Chúng ta mà cắt ở bên trên đỉnh hay là cắt phần tóc nào chúng ta cần cho nó ướt luôn nhé. Rồi, ở đây đó chính là vuông đúng không ạ? Từ điểm xoáy này đi lên bên trên điểm óc này, đó chính là chúng ta sử dụng hình khối vuông. Đây chúng ta áng là tầm này. Được chưa? Chia ra. Rồi chúng ta cầm cái tép tóc này lên.
chia gọn hẳn cái này ra. Rồi, khi mình cầm cái tép tóc này lên rồi thì chúng ta có thể là xác định độ dài. Xác định độ dài ở đây thì mình đang áng ở trong đầu thôi. Còn đâu nếu mà mọi người muốn nó liên kết luôn với gáy thì chúng ta có thể lấy một cái tép ở gáy này. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà lấy tép gáy ở cái góc độ này ấy, thì nó sẽ bị ngắn. Nhưng tí nó cho về đây thì nó bình thường, đúng không ạ? Thì là ở đây mình sẽ lấy bất liên kết với lại gáy trước đã, đúng không ạ? Rồi mình sẽ cắt một đường lên vuông song song với lại cả mặt đất. Kéo của Hoàn nó hơi lạ tay em ạ. Đấy nó có Hoàn mà nhỉ? Cái này phải tắm nó tí máu vì dầu tí máu. Và ở đây mình vẫn đi khối vuông ạ. Rồi, đến đây bắt đầu là mình không còn khối vuông nữa. Đây là bắt đầu mình sẽ bắt tròn theo. Theo hộp sọ. Chúng ta đã nhìn thấy tầm dưới luôn rồi. Tròn này. Tròn là gì? Là đi theo đúng cái xương đầu này thôi. Xương đầu đây hơi tròn vào đây, chúng ta cũng đã đi hơi tròn vào đây. Rồi, chúng ta thả ra. Và tương tự như vậy, 1 cắt ở 1, 2 cắt ở mấy ạ? 2 cắt ở 2, đúng rồi. Bởi vì là mình đang đi theo khối tròn ở trên bảng ấy. Thì nó ở đây mình có thể chia ra làm khoảng ghế thấp hết cỡ rồi mà thao. Đây. Đây, hai cắt ở hai là ở đây. Chứ mình không nghiêng về một nữa. Ở đây nha. Mình dặn lại anh em. Lên đây càng ngày cái tay của mình lại càng khum về đằng trước một chút. Có phải khum chung? Có gì không ạ? Mà bảo khum phải à? Tại vì nói từ khum không biết làm sao đầu mình nói đến thành chung chung được. Rồi, tiếp tục ghép thứ ba cũng vậy thôi. Nha. Yeah. Vuông ở đây. Này cầm kéo của người lạ cắt. Càng ra ngoài này thì chúng ta càng thấy gì? Cắt được càng ít. Bởi vì với lớp đế thì nó cắt được một chút rồi. Bên tương tự mình sẽ cắt nhanh luôn nhé. Để kịp 45 phút của anh em. Này phải lên 10 giờ rồi anh em ạ. Anh chuẩn bị cái kéo máy sấy ra cho anh nha.
hai cái máy sấy luôn đấy, bởi vì cái máy sấy đỏ kia nó bị yếu ấy, máy sấy của Andy nó bị yếu như Andy ấy. Chú ý chê kéo của em kéo cùn. Thế thì anh nhận anh em cầm cái máy sấy đen kia để anh đi sấy máy đỏ, hai anh em sấy máy tóc cho anh nhé. Ok anh ạ. Rồi bây giờ mình cùng check lại nhá. Chúng ta check lại này. Cố gắng anh em khỏe lên nào. Nhiệt lên nào anh em. Đây. Bây giờ mình sẽ check lại xem là có bị lỗi ở đâu không, chúng ta sửa luôn nhá. Nó chính là hình tròn đây rồi. Chúng ta nhìn ạ. Đây nó cao nhất và hai bên này nó ôm dần về. Check lại chúng ta cứ bắt mảng to vào. Rồi. 9.10. 9.9. Rồi. Rồi. Mày thấy luôn đi. Cách sấy thì mình sẽ sấy là theo cái xoáy tóc này. Thực ra cái đầu này nó không cần thiết là chúng ta cần gì, đây là chúng ta có thể lối vào thôi chứ còn cũng không cần thiết cái phần này luôn, bởi vì là chúng ta thấy là khi mà để cái kiểu tóc này ấy, mình đâu có liên quan gì cái này phần này bắt mày đằng sau đâu, đúng không? Nếu mà thực sự là chỉ để cái phong tóc này. Cho anh sấy thêm cái máy kia cho anh nhé. Tí nữa mình sấy không, mình xem cái điểm này mình phải là lại một chút này. Sấy mình gãi ra. Cái lúc tóc khô mới là lúc tóc chuẩn nhất. Hôm trước mình đi ăn, mình ngồi với lại anh Huy bên Hezone đấy. Anh bảo là anh ấy ngày trước anh hay cắt của anh bờm ở bên trên phố kia, thì anh bảo là mỗi lần anh bờm anh cắt cho anh khoảng 3 tiếng. Thì mình hỏi tại sao một mái tóc mà có thể cắt 3 tiếng. Thì anh một lần nào cũng đi cắt tóc cũng mất 3 tiếng mà. Thì là anh mới chia sẻ là nó sẽ gồm là lúc đầu là khả này, cắt xong cái thành, xịt nước xong ấy lại sấy lại cắt xong lại xịt nước, nghĩa là sấy khô với xịt nước ở cái mái tóc đấy khoảng 3 lần, cứ sấy xịt để cắt đi cắt lại đây 3 tiếng hả. Bởi vì là cái lúc mà khô ấy, tóc nó sẽ chuẩn nhất. Nhưng mà đôi khi ấy, nó chưa chuẩn gọi là 100%. Người ta lại cần ướt, xong rồi người ta check, xong là người ta lại sấy khô để người ta xem là còn bung cái gì ra không. Đó là tỉa xong. Ở đây anh Dương có thể quay vào cái phần cắt mái này. Cắt mái ở đây mình sẽ lựa chọn một cái máy tự nhiên về giữa nhé. Thì mình sẽ chia cũng tương tự như thế thôi, để chia hai đường chéo chữ A như thế này. Mình lấy một cái tâm ở giữa này trước, mình cắt đi. Rồi phần tâm này khi mà mình lấy xong ấy, bắt đầu chia lửa cái phần tâm vừa nãy mình lấy xong, đẩy sang hai bên, mình sẽ chia chéo này, đẩy sang hai bên, bắt vào đây,
Sau đó là mình từ tâm này mình sẽ cắt cái phần này đi. Chưa? Kéo dần về đây. Rồi. Đây là chúng ta đã có thể cắt xong cái phần khung mái bên này. Tương tự sang bên còn lại. Và chúng ta có thể điều chỉnh như thế nào để cái phần mỏ quạ giữa nó như thế có hợp lý không. Rồi, bây giờ chúng ta có thể là lâng luôn lại cái lâng luôn lại cái lớp này để cho ta tỉa. Là cái lớp mà chúng ta vừa cắt tròn này này. Chúng ta đang thử xử lý phần mái trước. Đây là mình tỉa đi khoảng sâu vào khoảng 3 cm nhé. Mình sẽ tỉa nhiều như ở cái phần lớp bên trên. Còn cái lớp đế này thì mình không tỉa nhiều nhé. Mình thả xuống. Mình thấy là cái độ bay của nó ok rồi thì là ok. Rồi nếu mà mình nhìn nó vẫn dày ấy, thì mình có thể là tỉa thêm. Tương tự lên bên trên như này, sang những cái lớp bên cạnh như này. À vậy à. Mai cân phong anh thấy cũng hay vậy phết đấy. Người ta mới nghe mà cửa hàng mình khéo tay mà. Lười. Thật anh em ở đây chỉ lười thôi. Nói thật là tôi thì thằng vụng tay nhất, tôi chịu khó. Tay tôi là bình thường cầm cái gì nó cũng dễ bị run. Tôi thì cái tôi chịu khó. Rồi, bây giờ mình sẽ sang phần mái còn lại. Rồi bây giờ phần mái xong rồi. Thì phần mái này xong ấy, nhưng mà phần bên trên chưa tỉa thì tự dưng nhìn cái đầu nó bị cục. Không có layer được đẹp. Như vậy nên là mình lại lâng bên trên này nhé. Bên trên vừa mình lâng vuông, bây giờ mình vẫn có thể lâng vuông để mình tỉa. Bên trên đấy tỉa thì mình không lo. Ví dụ lớp bên ngoài này tỉa thì mình lại phải bắt đầu là vén tay hơn này. Vì đây nó liên quan đến lớp đế. Nhưng mà lớp đế thực ra nó nằm ở đây này. Mình dâng lên cao như thế này nó không còn thuộc lớp đế nhiều nữa. Nhưng mà càng ra ngoài thì mình càng tỉa ít hơn. Đã thấy nó bắt đầu nó có cái sự liên kết hơn rồi. Cái những cái form mà nó cần cái texture nhiều thì anh em cũng không ngại tỉa. Nhưng mà mình phải biết đâu nó là phần đế để chúng ta có thể là chừa lại. Sau khi mà chúng ta tỉa theo cái lúc mà mình bắt để cắt rồi thì mình bắt đầu là tỉa phiêu. Chúng ta sẽ nhìn xem là ở cái chỗ này mình nhìn nó cần điểm nhân nhấn chẳng hạn. Thế mình bắt đầu là mình kéo mình tỉa. Mình tỉa từ thân ra chẳng hạn. Hoặc là mình nhìn chỗ nào tự dưng nó dày hơn. Rồi, bây giờ mình nhìn ở đây và đây mình chưa bắt tỉa cho nó vẫn cứng này. Tỉa thêm ở đây nữa. Nếu mà cắt như thế này thực sự mà để cắt kiểu chỉnh chui này thì nó rất là mất thời gian. Khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta có thể làm.
Một phần hôm nay mình muốn chia sẻ cái form này ấy, những cái mà mình thấy anh em làm thực sự là chưa có sự đồng đều ở cái form này, nên là mình muốn mọi người cùng có một cái nhìn chung để khi mà cắt một cái form layer này nó không quá là phải đúng như là cái thiết kế của mình, mà mọi người có thể thiết kế theo ý của mình nhưng mà vẫn nhìn được cái tư duy. Đầu tiên là mình có phân tích là hai bên, sau đó là đến gáy, và đặc biệt là những cái phần khung này nó không bị phạm vào. Chúng ta có để ý là kiểu gì chúng ta cũng đã từng là cắt cái này nó bị cao, nó bị theo hộp sọ, mà lúc đấy cắt cái này nó hoàn toàn từ gáy cho đến bên trên, cái sự liên kết nó gần như rất là khó, đúng không ạ? Là cái cách chọn khung của chúng ta, tư duy về khung. Cái thứ hai đó là về phần bên trên tốt, thì nếu như khách hàng này không thích cái trạng thái là layer nhiều thì là mình sẽ lựa chọn có thể mình chỉ bắt một tép nhỏ trên này khối vuông thôi, sau đó lên bên trên này mình sẽ đi dần dần về là khối tam giác chẳng hạn. Mọi người có hình dung không ạ? Nếu mà đi khối tam giác lên như này ấy, thì là gì? Bên trên này nó sẽ dày và nó đuổi dần về về mái này, nó rất là ít tầng lớp, thì là nhìn cái phần mái này nó rất là dày. Ngược lại là khách hàng mà thích trông nó thoáng mặt trẻ thì chúng ta có thể gì? Chúng ta cắt khối tam giác ngược. Tam giác ngược nghĩa là chúng ta có thể lấy điểm ngắn nhất từ mái này và dài nhất từ mái này và bên trên này ngắn. Mọi người hình dung không? Ví dụ như từ đến đây này. Đến mình sẽ bắt chéo lên như này. Và cái thứ hai nữa ấy, mình tâm đắc đến để chia sẻ cho mọi người về cái form này, đó chính là cái form này nó tạo ra một cái nó giống như là một form tổng thể. Từ form này nó có thể phát triển hầu hết tất cả các form tóc dài, side part, middle part, đấy, chu block này, rồi đến kể cả là chúng ta vuốt sai bát rủ hay sai bát vuốt lên hai mái hay là mít đầu phát về giữa như thế này đều được hết. Nó từ form này mà chúng ta phát triển ra ấy, nên là có những lúc mà chúng ta cắt sai phát cho khách hàng ấy thì chúng ta cứ kéo để lấy lớp đế trước đã để cắt ra như này đó, sau đó là sai phát. Thì kể cả là lúc mà khách hàng về nhà không vuốt sai phát, khách hàng thấy bình thường thôi thì cái form nó cũng chuẩn, nhưng mà nếu ngay từ đầu là mình đã bắt hết tất cả tóc lên ấy để mình cắt để mình vuốt, ví dụ như mình chia luôn ra sai này xong mình chia lên kéo lên cao mình cắt, xong tí mình thấy xong khách hàng đi về ấy, thì nó đúng về tính chất là tóc thì đẹp khi ở tiệm. Chứ nó không phải là đúng là form này vừa đấy, mình có hơi mạnh tay ở cái phần đằng sau gáy này, cái phần tỉa đây là nó đang bị hơi lát một tí, hơi phiêu quá. Rồi sau khi mình sấy khô cái mái tóc này được khoảng gọi là 99%, mình bắt đầu là đi sấy tạo kiểu. Tạo kiểu ở đầu này bây giờ tư duy của mình sẽ như sau. Đầu tiên đó chính là những cái lớp mà hạ xuống là lớp đế này thì mình sẽ hầu hết là giữ nguyên thẳng những cái lớp đế này. Đến phần phía bên trên này thì mình muốn tạo ra nhiều layer hơn hay là cái độ bay rối nó mạnh hơn thì mình có thể là sấy ngược lại cái phần bên trên này, có thể là ngược để nó bay về đằng sau, ngược để nó chéo về bên này bên kia để nó tạo nhiều cái
texture. Đây mình có thể xoáy ngược này, ngược về sau cái kép tóc này luôn này. Đây mình sẽ xoáy ngược như này luôn. Đây là mình xoáy ngược này luôn, mình xoáy ngược lên như này luôn. Và mình cũng xoáy vậy. Chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ xoáy ngược từ thân đến ngọn thôi nhá. Đừng xoáy ngược vào chân đến tí nữa nó rất là khó nói. Lớp đế dưới thì không, lớp bên trên thì mình có. Hơi sai một chút là vừa lấy tỉa đằng sau gáy này phiêu quá, nó đang bị mất cái khối đi. Đây là một sai lầm ngay trong buổi training mà vừa lên mình phiêu quá, mình đã tỉa mất đi rồi, còn ít quá, nhưng không sao. Chúng ta hoàn toàn có thể là tạo kiểu mà nó lại ra những cái hiệu ứng mà chúng ta hoàn toàn có thể tạo kiểu ra những hiệu ứng mà nó đặc biệt một chút được. Lúc này thì mình vuốt sáp nó rất là dễ. Phần bên này mình phải cần sấy thêm một chút nữa cho nó cân. Về bên này chưa sấy. Nếu như chúng ta không thích để cái mái này thẳng thì chúng ta có thể là sấy thêm cái mái này cong lên một chút nữa. Nhưng mà mình sẽ để thẳng. Tùy vào cái cách vừa tạo kiểu mà anh em thích nhá. Ơi. Cong lên trên được. Em cho cong lên trên tí nữa em vẩy ra thì nó vẫn kiểu hơi lộn xộn thôi. Còn nó để tự nhiên. Thường cái mái mà để nó hơi thẳng thẳng một chút thì anh nhìn nó có một cái nó gọi là trẻ hơn. Anh sẽ để. Cái mình sẽ lấy cái con ru dầu trắng nhá, anh Phúc cho mượn với. Đây là một con sáp để vuốt những cái mái tóc Hàn Quốc, những cái mái tóc layer hay là những cái mái tóc ép sai các thứ ấy. Vuốt rất là thích. Nó nhẹ, nó mịn. Nó không bị rít. Đối với những cái mái tóc thôi thôi được. Kia đây. Tập trung lên. Đối với những cái mái tóc layer ấy mình sẽ chỉ sử dụng rất là ít sáp thôi, và đặc biệt đến những cái phần mái gần như là mình không sử dụng vào, chứ không phải là cứ lấy tay là mình vơ hết đâu nhé. Mình vơ có thể là từ những cái điểm gáy hay điểm đỉnh đầu này trước, bởi vì mình cần những cái phần này nó phồng mà. Nhớ lúc nào vuốt sáp cũng thế, cứ xoa thật đều vào trong lòng bàn tay, chứ đừng có kiểu xoa qua xong là mình vuốt luôn. Xoa mà nó tan hết vào bàn tay rồi, mình vuốt lúc đấy cái sáp nó ăn vào tóc, nó rất là tự nhiên. Theo mọi người thì là cái sáp này mình lên vuốt vào phần nào của mái tóc hả? Thực ra nó không có câu trả lời nào là chính xác cả. Đó là do cái sở thích và do cái form tóc mà mình để.
đối với cái mái tóc này thì mình nhìn cái mái lại là cái mái hơi thẳng quá, nhưng mình có thể xoáy thêm một chút nữa ở với cái phần đầu mái này để nó tạo ra cái hiệu ứng là cong lên mình. Ok anh em, đây là một mái tóc True Block, một mái tóc được thiết kế bởi Đại Tin To, có những kỹ thuật mà chúng ta cũng được biết từ ban đầu rồi. Mình kết hợp những cái hình khối vuông, tròn, tam giác hay là những cái kỹ thuật cắt về khối hay là chúng ta tỉa để có thể tạo ra được một cái mái tóc như thế này. Đây là khi mà chia sẻ cho nhau thì có thể là mất khoảng thời gian như thế này. Còn bình thường thì chúng ta hoàn toàn có thể là làm nhanh hơn. Và cái nữa mà mình muốn chia sẻ cho mọi người chính là cái tư duy để chúng ta có thể thiết kế một mái tóc. Cái này là không áp buộc là anh em phải cắt đúng theo cái mẫu như thế này, mà làm sao chúng ta có được cái sự sáng tạo nhất của mình để đem đến cho mỗi khách hàng hay là mỗi lúc cảm xúc của chúng ta. Cái ở đây có thể là mình tỉa như thế này, nhưng mà có nhiều người lại thích tỉa nó ít hơn chẳng hạn, hoặc là tỉa nó bay nhiều hơn, hoặc là chúng ta sẽ thiết kế hình tròn, hình vuông đặt ở những vị trí khác, hay là chúng ta cắt sát hơn chẳng hạn. Thì đấy là cái quyền lựa chọn của mỗi chúng ta. Nhưng mà mình muốn nói đến là khi cắt tóc thì chúng ta lên tư duy nó mạch lạc, để làm sao cắt tóc chúng ta cũng sẽ có được một cái ý đồ. Lúc đầu chúng ta lên làm quen với việc đấy, sau một thời gian mà mình đã làm nó nhuần nhuyễn rồi thì mình có thể là mình feel. Ví dụ như là ở đây thì mình áng là mình cắt theo khối vuông thôi, chứ không phải là lúc nào mình cắt tóc mình cũng đi theo khối hoàn toàn 100% từng sợi một. Bởi vì là chúng ta làm dịch vụ cho khách hàng để làm sao nó mang lại cái sự cân bằng nhất, chứ chúng ta cũng không hoàn toàn chuyên môn thiên về nó. Bởi vì là chúng ta không phải đang biểu diễn. Chính vì vậy nên lúc nào chúng ta cũng dựa trên những cái nền tảng căn bản này để chúng ta thiết kế ra những cái mái tóc. Không bao giờ nó mang cái những cái phần gọi là lỗi căn bản ở trong cắt tóc. Mình muốn tổ chức ra những cái buổi training như thế này để cho tất cả chúng ta đồng bộ được tư duy, chúng ta đều đồng bộ được về cái phần chất lượng. Bởi vì là nó là một cái yếu tố để chúng ta có thể là đi xa hơn đối với cái ngành nghề này. Và cảm ơn anh em hôm nay đã lắng nghe.